Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hành gọi là phân tích con đế g các bạn nhé. Đây, thì đối với con đế g này thì trị giá vốn hóa thị trường của nó là khoảng 8.800 tỷ này, sơ cứu hữu hạn là 720 triệu cổ phiếu. Thì mình đánh giá đây là một con penny các bạn nhé. Về phân tích cho đồng tiền RG thì nó đang ở giai đoạn tích lũy. Về định giá, con này định giá 12.510 đồng, còn hiện tại 12.200 đồng. Về cơ cấu cổ đông con này thì ban lãnh đạo 17%, tổ chức 16% và nước ngoài 10%, khá đều thì mình đánh giá là khá ổn các bạn nhé. Đấy, khá ổn. Về mặt tài chính này, tài chính thì lợi nhuận sau thuế là cả năm quỹ đều lãi, nhưng mà có quỹ lãi không đáng kể, ít dài hạn không lỗ, thì mình đánh giá về mặt cơ bản con này gọi là ổn rồi. Về mặt kỹ thuật này, và kỹ thuật thì con này nó mới có hai nền giá đây, hai nền giá đây, nó mới có hai nền giá thôi mà nó đã phân phối và nó cắm thẳng xuống rồi này. Đây, nó đã phân phối, nó cắm xuống rồi này, thì nó đã cắm xuống giờ rồi. Bây giờ nhá, nói hiện tại thì nó cũng không không giờ thì xem nó có thể xuống được đến đâu nữa. Dùng phiêu nó suy thoái lui này, nó chạm nó xuống này gần 0.86, đồng thời chạm vào nhà số 1 à. Mình nghĩ là hoàn toàn có thể vào đây khoảng 34% các bạn nhé. Như vậy video ngày hôm nay mình đã cùng bạn cùng nhau thực hành phân tích con đế g, nếu ai thì like cái nhạc thôi. Tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.